Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thời tiết Bắc Bộ cũng chuyển tốt lên. Mưa chỉ còn xảy ra rải rác trong sáng nay. Từ trưa chiều thì trời tạnh ráo, nhiệt độ cũng tăng lên so với 24 giờ trước đó. Có điều này là do rãnh gió Tây gây mưa suy yếu và dịch chuyển sang phía Đông nên mưa giảm nhanh, trời tạnh ráo. Nhờ đó mà nền nhiệt tăng lên với nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức từ 17 đến 20 độ, có nơi trên 22 độ. Tuy nhiên, từ đêm nay sang ngày mai 8 tháng 2, các tỉnh miền Bắc sẽ lại đón một đợt không khí lạnh mới nên có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm xuống và rét đậm có khả năng xuất hiện trở lại. Thời tiết miền Trung cũng đang có những chuyển biến tích cực. Sáng sớm nay, Trung Bộ chỉ còn mưa nhỏ ở một vài nơi. Gần trưa chiều thì trời khô ráo và nhiệt độ cũng tăng lên. Tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở mức từ 20 đến 22 độ. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất là khoảng 22 đến 26 độ. Và càng về phía Nam, nhiệt độ càng tăng. Từ Bình Định đến Bình Thuận là từ 29 đến 32 độ. Lùi xuống phía Nam, ngày hôm nay vùng cao Tây Nguyên trời có nắng vừa phải với nhiệt độ thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Về cuối ngày, khả năng sẽ có mưa dông cục bộ tại một số tỉnh phía Nam như là Đắk Nông và Lâm Đồng. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 31 cho đến 34 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ như là khu vực Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh có thể xấp xỉ là 35 độ. Đến chiều tối có mưa dông cục bộ xảy ra tại một số tỉnh ven biển miền Tây như Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa ngày hôm nay rãnh gió sẽ suy giảm dần, cường độ về mức là cấp 4, cấp 5, thời tiết biển ổn định trở lại. Với khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 5, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.